Đức Phật và 45 năm quần pháp độ sinh. Tập 6 Tỳ Khư Chánh Minh biên soạn. Tỳ Khư Chư La Cư Ca Lý Ca. Vị này là con của trưởng giả Cư Ca Lý ở thị trấn Cư Ca Lý, cách thành Xá Vệ không xa lắm. Sau khi xuất gia, Tỳ Khư Cư Ca Lý Ca sống trong một tự viện do cha ông xây dựng tại Cư Ca Lý. Trong một lần an cư mùa mưa, hai vị thượng thủ muốn tịnh cư. Hai vị thượng thủ đến tự viện của Tỳ Khư Cư Ca Lý Ca, nói với Tỳ Khư Cư Ca Lý Ca rằng: Này hiền giả Cư Ca Lý Ca, vì chúng ta muốn trú ngụ nơi tự viện của hiền giả 3 tháng mùa mưa. Chúng ta muốn sống tịnh cư, nếu được hiền giả đừng thông báo cho cư dân nơi đây biết có chúng ta đang an cư mùa mưa nơi tự viện này. Vâng, thưa các tôn giả. Khi mãn mùa an cư, hai vị trưởng lão từ giả Tỳ Khư Cư Ca Lý Ca để trở về đại từ kỳ viên ý kiến Đức Thế Tôn. Sau khi từ giả, hai ngài ra khỏi thị trấn Cư Ca Lý đi khất thực ở làng bên. Tỳ Khư Cư Ca Lý Ca cũng đi khất thực chung với hai vị thượng thủ rồi trở về thị trấn Cư Ca Lý thông báo cho cư dân. Hai vị thượng thủ thinh văn an cư mùa mưa nơi tự viện này trọn 3 tháng, đã trở về đại tự kỳ viên. Tỳ Khư Cư Ca Lý Ca trách cư dân trong thị trấn Cư Ca Lý không tiếp đãi trọng hậu hai vị trưởng lão, phỉ báng họ như những con thú hoang. Cư dân thị trấn Cư Ca Lý bất mãn Tỳ Khư Cư Ca Lý Ca: Thưa tôn giả Cư Ca Lý Ca, chúng con không biết hai vị thượng thủ an cư mùa mưa tại thị trấn này. Này tôn giả Cư Ca Lý Ca, nói ra chúng con mới biết. Các thị dân Cư Ca Lý mang các lễ phẩm tứ vật dụng sung mãn như bơ, sữa, vân vân theo Tỳ Khư Cư Ca Lý Ca đến cúng dường hai vị trưởng lão. Tỳ Khư Cư Ca Lý Ca suy nghĩ: Hai tôn giả này sống rất đạm bạc, không có tâm ham muốn, đồng thời biết đủ. Khi nhận các lễ vật này, các vị không mang theo hết, chỉ mang một phần nào vừa phải, phần còn lại sẽ cho đến tặng. Cư dân thị trấn Cư Ca Lý gặp được hai vị thượng thủ trên đường trở về đại tự kỳ viên, đến lãnh lễ hai ngày rồi bạch rằng: Kính bạch các tôn giả, xin các ngài tha thứ cho chúng con. Chúng con không biết hai ngài ăn cư mùa mưa nơi thị trấn Cư Ca Lý. Chúng con vừa biết được từ tôn giả Cư Ca Lý Ca, xin các ngài vì lòng bi mẫn nhận lễ phẩm cúng dường của chúng con. Nhưng hai tôn giả không nhận lễ phẩm, vì vật cúng dường này do sự kêu gọi không đúng luật của vị tỳ khưu khác đến cho các vị tỳ khưu khác. Cư dân thị trấn Cư Ca Lý thỉnh cầu: Kính bạch hai tôn giả, hôm nay các ngài không nhận những lễ phẩm này, xin các ngài hãy đến nơi này lần nữa để chúng con có dịp tạo phước lành cho chính chúng con. Lành thai này các gia chủ. Rồi hai vị thượng thủ trở về đại tự kỳ viên, đảnh lễ Đức Thế Tôn. Tỳ Khư Cư Ca Lý Ca rất tức giận vì hai vị thượng thủ không nhận lễ phẩm cho mình, cũng không cho lễ phẩm đến Tỳ Khư Cư Ca Lý Ca. Sau một thời gian ngắn ở đại tự kỳ viên, hai vị thượng thủ cùng 1.000 tỳ khưu tùy tùng, mỗi vị có 500 tỳ khưu tùy tùng đi đến thị trấn Cư Ca Lý. Cư dân thị trấn Cư Ca Lý thỉnh các vị tỳ khưu có 2 ngày xá lợi phất vào một kiền liên dẫn đầu đến tự viện mà 2 ngày đã an cư mùa mưa trước đây. Rồi các cư sĩ mang y cùng với thuốc trị bệnh đến cúng dường chư tăng, nhưng họ không cúng dường đến tỳ khưu Cư Ca Lý Ca vì bất mãn trước đây. Phẫn nộ trước việc này, tỳ khưu Cư Ca Lý Ca đã thoá mạ đức xá lợi phất và đức một kiền liên. Xá lợi phất vào một kiền liên tràn đầy ác dục, trước kia không nhận lễ phẩm nhưng nay nhận hết tất cả, chẳng có gì có thể làm thỏa mãn cho hai người này. Hai người này chẳng biết thương tưởng đến người khác. Nghe vậy, hai vị trưởng lão suy nghĩ: Nếu chúng ta trú ngụ nơi này lâu dài, vị tỳ khu này sẽ tức tối vỡ tim mà mệnh chung. Hôm sau, hai ngài cùng 1.000 tỳ khưu tùy tùng lên đường.
đồng thời quyết định sẽ không trở lại nơi này nữa. Nghe tin hai trưởng lão cùng các vị tỳ khưu lên đường, cư dân thỉnh cầu hai ngài ở lại, nhưng hai ngài từ khước. Một vị tỳ khưu trẻ trong đoàn nói rằng: "Này các gia chủ, hai ngài không trở lại nơi đây đâu. Vị tỳ khưu khó tính của các vị không muốn hai ngài ở tại nơi này." Cư dân thị trấn Kokkali nghe vậy, đi đến tỳ khưu Kokkalika nói: "Thưa tôn giả, chúng con nghe nói tôn giả không muốn hai vị trưởng lão Xá Lợi Phất và một kiền liên ở trong trú xứ này. Hiện giờ hai vị trưởng lão cùng các vị tỳ khưu đã ra đi. Tôn giả hãy thỉnh các vị ấy trở lại, hoặc là tôn giả cũng phải rời khỏi thị trấn này." Bị áp lực của cư dân thị trấn Kokkali, tỳ khưu Kokkalika tìm đến hai vị thượng thủ, thỉnh cầu hai ngài quay trở về tự viện. Đức Xá Lợi Phất nói rằng: "Này hiền giả Kokkalika, hiền giả hãy trở về tự viện của mình đi, chúng tôi không trở lại tự viện ấy nữa đâu." Không thể thuyết phục hai vị thượng thủ Thinh Văn quay trở về tự viện, tỳ khưu Kokkalika bị cư dân trong thị trấn Kokkalika tận xuất ra khỏi thị trấn. Tức tối, tỳ khưu Kokkalika cầm lấy y bát đi đến đại từ kỳ viên, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi ngồi vào nơi hộp lẽ, rồi bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, Xá Lợi Phất vào một kiền liên là hạng ác dục, bị ác dục chi phối. Này Kokkalika, chớ có nói như vậy. Này Kokkalika, chớ có nói như vậy. Này Kokkalika, hãy đặt niềm tin vào Xá Lợi Phất và một kiền liên. Hiện thiện là Xá Lợi Phất và một kiền liên." Lần thứ hai, tỳ khưu Kokkalika bạch: "Bạch Thế Tôn, dầu Đức Thế Tôn có niềm tin và tin tưởng đối với con, Xá Lợi Phất và một kiền liên là ác dục, bị ác dục chinh phục, chính mắt con đã thấy như thế." "Này Kokkalika, chớ có nói như vậy. Này Kokkalika, chớ có nói như vậy. Này Kokkalika, hãy đặt niềm tin vào Xá Lợi Phất và một kiền liên. Hiện thiện là Xá Lợi Phất và một kiền liên." Lần thứ ba, rồi tỳ khưu Kokkalika từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn, thân hữu hướng về ngài rồi ra đi. Trên đường ra cổng đại tự kỳ viên, toàn thân Kokkalika nổi lên những mục nhỏ như hạt cải, rồi lớn dần lên bằng trái dưa, rồi bằng trái bi li. Những mục ấy vỡ ra, mủ và máu tuôn chảy. Kokkalika ngã quỵ trước cổng kỳ viên. Sau khi tỳ khưu Kokkalika ra đi, vào buổi trưa Đức Thế Tôn thiền tịnh nơi hương thất của ngài, rồi hai vị Bích Chi Phạm Thiên là Suprama và Suthawasa đi đến ý kiến Đức Thế Tôn. Mỗi vị đứng tựa vào một trụ cửa, nói lên kệ ngôn về tỳ khưu Kokkalika: "Ai là người có trí, biết nhận xét phân tích, lại muốn đem ước lượng, bậc siêu vượt ước lượng? Ta nghĩ kẻ phàm phu bị hạn chế bao vây, làm sao ước lượng được bậc siêu vượt ước lượng?" Hòa thượng Thích Minh Châu. Trong đêm ấy, khi tỳ khưu Kokkalika lâm trọng bệnh nằm nơi cổng đại từ kỳ viên, vị tế độ sư của tỳ khưu Kokkalika là bậc thánh Anaham Bích Chi Phạm Thiên Tu Du nghe tiếng than khóc của Kokkalika. Bích Chi Phạm Thiên Tu Du hiện ra giữa hư không ở đại tự kỳ viên, bảo Kokkalika hãy đặt niềm tin vào hai tôn giả Xá Lợi Phất và một kiền liên. Tỳ khưu Kokkalika hỏi: "Này hiền giả, người là ai?" "Ta là Bích Chi Phạm Thiên Tu Du." "Này hiền giả, phải chăng người được Đức Thế Tôn nói là chứng quả bất lai? Vậy người đến đời này làm gì? Người có thấy lỗi lầm của người chăng? Người không thể là bậc nhất lai được, đây là sự nhầm lẫn." Bích Chi Phạm Thiên Tu Du nói lên kệ ngôn rằng: "Phạm con người đã sinh, sinh với búa trong miệng, kẻ ngu khi nói bậy, tự chặt đứt lấy thân. Ai khen kẻ làm bậy, ai chê người làm hay, tự nhen nhúng bất hạnh do lỗ miệng của mình, chính do bất hạnh ấy nên không được an lạc."
nhỏ thai bất hạnh này, trong canh bạc rủi mai, bị tan hoang tài sản trong giờ phút đỏ đen, lớn hơn sự bất hạnh, hơn mọi bất hạnh khác do tự mình gây nên cho tự ngã của mình. Ai đối xử ác ý với chư Phật thiện thệ phải trải qua thời gian trăm ngàn nhiều hơn nữa, 36 và năm, trải thời gian thật dài. Ai với lời và ý phỉ báng bậc hiền thánh, dùng ác tâm chống đối sẽ sa đọa địa ngục. Hòa thượng Thích Minh Châu. Rồi thì cô Ca Lý Cá mệnh chung tái sinh vào địa ngục sen hồng. Đại Phạm Thiên Sahampati đến Đại Tự Kỳ Viên đảnh lễ Đức Thế Tôn, đứng vào một bên bạch rằng: Bạch Thế Tôn, tỳ khưu của Ca Lý Cá đã mệnh chung tái sanh vào địa ngục sen hồng do có tâm hận thù với hai tôn giả Xá Lợi Phất và Một Kiền Liên. Nói xong, Đại Phạm Thiên Sahampati đảnh lễ Đức Thế Tôn, thân hữu hướng về Ngài rồi biến mất. Hôm sau, nơi giảng pháp đường trong Đại Tự Kỳ Viên, Đức Thế Tôn cho các vị tỳ khưu biết lời của Đại Phạm Thiên Sahampati. Một vị tỳ khưu bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, tuổi thọ trong địa ngục sen hồng là bao lâu? Này tỳ khưu, thật là lâu, không thể ước lượng được bao nhiêu năm, bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu trăm ngàn năm. Bạch Thế Tôn có thể tính được chăng bằng ví dụ? Này tỳ khưu, có thể được. Này tỳ khưu, ví như có một bao hạt mè nặng 20 karika theo đo lường của xứ Kosala. 100 năm lấy đi một hạt mè, bao hạt mè ấy hết là tuổi thọ ở địa ngục Abuda 20 lần tuổi thọ địa ngục Abdula bằng một tuổi thọ ở địa ngục Nirapuda. 20 lần tuổi thọ địa ngục Nirapuda bằng một tuổi thọ ở địa ngục Apapa. 20 lần tuổi thọ địa ngục Apapa bằng một tuổi thọ ở địa ngục Ahaha. 20 lần tuổi thọ ở địa ngục Ahaha bằng một tuổi thọ ở địa ngục Atata. 20 lần tuổi thọ địa ngục Atata bằng một tuổi thọ địa ngục Kumbhuta. 20 lần tuổi thọ địa ngục Kumbhuta bằng một tuổi thọ ở địa ngục Sokanthika. 20 lần tuổi thọ địa ngục Sokanthika bằng một tuổi thọ ở địa ngục Uppala. 20 lần tuổi thọ ở địa ngục Uppala bằng một tuổi thọ ở địa ngục Bundarika. 20 lần tuổi thọ địa ngục Bundarika bằng một tuổi thọ ở địa ngục Paduma sen hồng. Những tên như Abuda, Nirapuda, Apapa, Ahaha, Atala, Kumbhuta, Sukhanthika, Upala, Bundarika, Paduma không phải là tên của từng địa ngục mà chỉ cho thời gian ở địa ngục A Tỳ. Này các tỳ khưu của Ca Lý Cá mệnh chung tái sinh vào địa ngục sen hồng do có tâm thù hận với Xá Lợi Phất và Một Kiền Liên. Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết lên 22 kệ ngôn về ác hạnh của kẻ nói vu khống bậc có giới đức và những đau khổ của những ai vụt nói. Theo Ngài Buddha Gosa, những kệ ngôn trên đề cập đến Chula Kukalika. Theo Sớ Giải Kinh Tập Sutanipata Athakatha, hai kệ ngôn sau cùng không được Maha Athakatha Đại Sứ Giải dẫn giải nên không thuộc kệ gốc trong số 20 kệ ngôn còn lại. 14 kệ ngôn chót được Ngài Buddha Gosa gọi là Turitavatthukatha và được Ngài Moggallana đọc để giáo khóa trong lúc cô Ca Lý Cá nằm chờ chết. Nhưng theo một số kinh sách khác, 14 kệ này được nói là do Đại Phạm Thiên Sahampati nói lên. Ba kệ ngôn đầu theo Samyutta Nikaya là do Bích Chi Phạm Thiên Chu Chú nói lên. Trong Tăng Chi Kinh cũng ghi nhận như thế và Đức Thế Tôn lặp lại lời vị Phạm Thiên ấy. Nơi giảng pháp đường, các vị tỳ khưu bàn luận với nhau rằng: Này các hiền giả của Ca Lý Cá đã phỉ báng hai tôn giả Xá Lợi Phất và Một Kiền Liên,
lời ác xuất phát từ miệng đã mang đến tai hại là rơi vào địa ngục sen hồng. Đức Thế Tôn nhân đó thuyết lên bổn sự Tathāgata. Bổn sự này còn được gọi là Mahātathāgata. Thời xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Ba La Nại, đức vua có vị đại thần tế lễ là một Bà La Môn. Có da ngăm đen và bị rụng hết răng. Ông có bà vợ thông dong với một người giống ông. Ông khuyên lơn nhưng không được nên lập kế giết Tình Địch. Vị tế sư trình lên đức vua cho xây một cổng thành nam với lễ nghi do tế sư đặt ra là sẽ tế thần giữ cổng một Bà La Môn có da ngăm đen vào ngày lễ khánh thành. Được đức vua đồng ý, vị tế sư đắc ý về nói với vợ rằng: mai này ta sẽ giết được gã Bà La Môn tình nhân của người. Làm sao ông làm được việc ấy? Mai này ta sẽ đem một Bà La Môn có da ngăm đen ra tế lễ cổng thành. Bà vợ tế sư thông tin cho tình nhân rằng vào ngày mai ông tế sư sẽ tìm một Bà La Môn có da ngăm đen để tế thần giữ cổng thành hướng nam. Ông hãy trốn khỏi kinh thành, đồng thời thông báo tin này cho các Bà La Môn có da ngăm đen biết. Thế là tất cả các Bà La Môn có da ngăm đen đều trốn khỏi thành Ba La Nại, trừ vị tế sư. Ngài khánh thành cổng không tìm được Bà La Môn da ngăm đen nào khác. Cư dân thành Ba La Nại yêu cầu mang vị tế sư ra tế lễ để tránh tai họa do thần giáng xuống. Và vua Brahmadatta cử học trò vị tế sư là hiền giả Tathāgata lên thay ông trong chức vụ tế sư. Vị tế sư liền thú nhận âm mưu mình với Tathāgata. Tathāgata kể cho ông nghe nhiều chuyện, ám chỉ, im lặng, là vàng, như chuyện nàng kỹ nữ Kali. Nàng Kali là một kỹ nữ danh tiếng, thù lao cho nàng một ngày là 1.000 đồng vàng. Nàng có người anh tên là Tundila. Tundila là một thanh niên hư hỏng. Nàng Kali cho tiền thì Tundila lao vào các cuộc trác tán. Nàng khuyên nhiều lần nhưng không được. Có lần Tundila thua bại phải mất cả quần áo đang mặc. Gã quấn quanh mình chiếc khố rách đi đến nhà nàng Kali. Nàng Kali đã dặn nữ tỳ không cho Tundila vào nhà. Tundila đứng bên hiên nhà than khóc. Bây giờ có con trai của một phú thương tìm đến nhà của nàng Kali để vui thú. Thấy Tundila đang đứng than khóc. Vì sao anh đứng đây than khóc vậy? Tundila thuật lại sự việc thu bài, xin tiền em gái nhưng em gái không cho. Chàng trai ấy hứa rằng, thôi, được, ta sẽ vào nói giúp hộ anh. Nhưng nàng kỹ nữ Kali cương quyết không cho, nói rằng, nếu anh thương Tundila thì hãy cho Tundila tiền đi, riêng tôi thì không. Nơi nhà nàng kỹ nữ Kali có lệ là với 1.000 đồng vàng thì 500 đồng vàng là của nàng Kali, 500 đồng còn lại là thuê đồ cùng các vật thơm, vật thực vân vân. Khách đến nơi này sẽ mặc y phục sang trọng của nhà ấy, ở lại đêm nơi đó. Sáng ra trả lại y phục, nhận lại y phục của mình rồi ra về. Chàng trai này nhận y phục nơi nhà nàng Kali, mang y phục của mình đem cho Tundila. Nàng Kali bảo các nữ tỳ hôm sau phải lấy y phục mà chàng trai đang mặc, dù chàng trai trả nhiều tiền đến để mua bộ đồ đang mặc cũng không nhận. Sáng hôm sau, chàng trai phải trả lại y phục của nhà ấy, mặc cho chàng van xin. Nhưng nữ tỳ đã lột lấy y phục rồi tống chàng trai ra khỏi cửa. Chàng trai phải lõa thể trở về nhà, bị mọi người cười chế giễu. Chàng hổ thẹn than khóc rằng chỉ vì ta không giữ được miệng nên bị tai hại này. Chuyện chim đuôi chĩa. Do sự bất cẩn của người chăn dê, hai con dê được hút nhau trên cánh đồng cỏ. Một con chim đuôi chĩa suy nghĩ, ta sẽ ngăn cản chúng. Nó bay vào giữa hai con dê đực đang hút nhau, la lên rằng:
Này các người đừng có đánh nhau nữa. Nhưng hai con dê đang hăng máu, hút nhau, và con chim đuôi chĩa bị chúng hút chết. Chuyện con dê cái. Có một nhóm trộm bắt được con dê cái mang vào rừng để làm việc. Để dê khỏi kêu, chúng buộc miệng dê lại rồi giấu trong bụi tre. Hôm sau bọn trộm trở lại rừng để giết dê làm tiệc. Nhưng chúng lại quên mang theo con dao. Chúng bảo nhau rằng, không có dao, dù chúng ta có giết chết con dê cũng không thể ăn thịt nó. Chắc là phước phần của nó, vậy chúng ta hãy thả nó ra. Trước đó có người đi đốn tre, sau khi đốn được bó tre lớn, người ấy dự định hôm sau đến đốn tre tiếp, nên giấu con dao trong bụi tre. Con dê được thả ra, nó vui mừng kêu lên, đồng thời nhảy nhót trong bụi tre và con dao văng ra. Thế là nhóm trộm có dao đã giết chết con dê để ăn thịt. Chuyện nhân điệu Kinnara. Có người thợ săn đi vào núi tuyết, may mắn bắt được đôi nhân điệu. Thợ săn mang đôi nhân điệu dâng lên đức vua. Đức vua chưa bao giờ thấy loài chim lạ vào quý như vậy, nên hỏi, này thợ săn, đôi chim này có đặc tài gì? Thưa đại vương, chúng hát rất là du dương và nhảy múa rất điêu luyện. Đức vua ban thưởng cho thợ săn, rồi bảo đôi nhân điệu ca múa. Đôi nhân điệu suy nghĩ, hiện giờ tâm trạng chúng ta không được hân hoan. Nếu chúng ta ca múa không diễn tả đầy đủ ý nghĩa của bài hát, xem như bài hát thất bại. Hỏi chúng sẽ chế giễu, làm thương tổn chúng ta. Lại nữa, kẻ nói nhiều thường hay rơi vào nói dối, vậy chúng ta nên im lặng. Đôi nhân điệu không ca múa, dù đức vua nhiều lần bảo nó ca múa. Đức vua nổi giận nói, thì ra đôi chim này không biết ca múa, chúng bị câm. Gã thợ săn đã lừa dối ta, hãy giết chết lũ vô dụng này đi. Nghe vậy nhân điệu mái suy nghĩ, nếu ta im lặng, nhà vua sẽ nổi giận giết chúng ta mất. Nhân điệu mái nói rằng, thưa đại vương, không phải chúng tôi câm hay không biết ca múa, nhưng giờ đây tâm trạng chúng tôi không có được hân hoan. Nếu ca múa sẽ làm lạc lõng bài hát, khiến đức vua không hài lòng. Đồng thời, kẻ nói nhiều thường hay nói dối, do vậy chúng tôi im lặng. Đức vua nghe được lời nói khôn ngoan của nhân điệu mái. Đức vua hài lòng nói rằng, chim này nói đúng đạo lý, như vậy là có trí. Hãy thả chim về với rừng núi cũ. Nhân điệu trống suy nghĩ, giờ đây ta hãy nói lên, nếu không đức vua cho ta là kẻ vô dụng sẽ giết chết ta. Nhân điệu trống nói rằng, thưa đại vương, người nương vào trâu bò để có lương thực sống, đại vương nương vào thần dân, tôi đây nương vào đại vương để được sống, vợ tôi nương vào tôi, nếu tôi chết thì vợ tôi cũng chết mất. Thưa đại vương, mỗi người có cách riêng để giữ sự an lạc cho mình, trách người khác là không đúng. Điều này người khen đúng, kẻ khác lại cho là sai. Chỉ có thiện pháp là đúng, còn ác pháp là sai mà thôi. Xin thưa với đại vương điều này vậy. Đức vua nghe nhân điệu trống nói những lời khôn ngoan, tâm phát sinh hoan hỷ, nói rằng, đôi chim này thật là khôn ngoan, vậy hãy cho chúng trở về núi tuyết đi. Thuật xong bốn mẫu chuyện, hiền giả Tất-ca-ri-yá nói với thầy rằng, thưa thầy, lời nói hợp thời sẽ mang đến lợi ích như đôi nhân điệu, còn nói không đúng thời sẽ mang lấy tai hại. Rồi hiền giả Tất-ca-ri-yá an ủi vị tế sư, xin thầy đừng sợ, con sẽ cứu mạng thầy. Vịnh vào cớ các vì sao chỉ hội đủ vào lúc nửa đêm, cuộc tế lễ sẽ diễn ra vào ban đêm. Hiền giả Tất-ca-ri-yá đem con dê đã chết để thế mạng cho vị tế sư, nói rằng, thầy hãy nhân đêm tối trốn ra khỏi thành, đừng nên trở lại đây. Nhận diện tiền thân, vị tế sư có da ngăm đen, nay là tỳ khu Kôi-ca-li-ca. Hiền giả Tất-ca-ri-yá nay là Đức Thế Tôn. Một dịp khác, các tỳ khu lại bàn luận việc này nơi giảng pháp đường trong đại tự Kỳ Vi. Do dương sự này, Đức Thế Tôn thuyết lên bổn sự Kôi-ca-li-ca.
Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Ba La Nại, Bồ Tát là vị đại thần của vua Brahmadatta. Vua Brahmadatta rất ham nói. Bồ Tát suy nghĩ ta sẽ tìm cách trị bệnh nói nhiều của đức vua. Ngài tìm dịp thuận lợi để khuyên nhủ. Có lần vua và Bồ Tát vào ngự quyển du ngoạn, vua Brahmadatta ngồi trên phiến đá của mình dưới cội cây xoài. Trên cội cây xoài có một tổ quạ. Trong tổ quạ có con chim cu con. Con chim cu con kêu lên bị con quạ cái mổ chết, ném xác chim cu con ra khỏi tổ. Vì rằng có con chim cu mái lén vào tổ quạ đẻ trứng. Quạ mái ngỡ là của mình nên ấp trứng nở thành con chim cu con. Quạ mái tìm mồi về nuôi chim cu con. Hôm ấy, quạ mái mang mồi về cho chim cu con. Chim cu con hót lên tiếng của mình. Quả mái suy nghĩ, đấy không phải là tiếng hót của loài quạ, là tiếng hót của loài chim cu. Thế là quả mái mổ chết chim cu và ném xác nó ra khỏi ổ. Vua Brahmadatta hỏi Bồ Tát, vì sao con chim con bị chết? Nhân cơ hội Bồ Tát thưa rằng, thưa đại vương, chim con này nói không đúng thời nên bị tai hại. Những người nhiều lời nói không đúng lúc đều không gặp may như thế. Nghe vậy vua Brahmadatta suy gẫm và trở nên thận trọng hơn với lời nói. Nhận diện tiện thân con chim cu con nay là tỳ khu Kokalika. Việc tỳ khu Kokalika bị cư dân thị trấn Kokali bất mãn do nói không hợp thời, đồng thời mắng giết cư dân thị trấn Kokali nên bị tai hại. Được các tỳ khu bàn luận nơi giảng pháp đường trong đại tự kỳ vi. Do duyên sự này, Đức Thế Tôn thuyết lên bổn sự Kacchapa, chuyện con ruột. Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Ba La Nại, Bồ Tát là vị tế sư của đức vua. Vua Brahmadatta có tính hay nói nhiều. Khi vua nói thì không ai có thể xen vào. Bồ Tát tìm cơ hội trị tính nói nhiều của đức vua. Nơi núi Chittakuta có hai con ngỗng trời sinh sống. Hai ngỗng trời kết bạn với con rùa sống trong hồ nước xanh trong rừng tuyết lạnh. Một hôm, ngỗng trời mời rùa đến nhà mình chơi. Rùa nói, tôi đi bằng phương tiện nào? Chúng tôi sẽ mang bạn đi, nếu bạn giữ đừng nói. Tôi giữ miệng được. Hai ngỗng trời ngậm hai đầu que cây, rùa ngậm giữa que cây. Hai ngỗng trời mang rùa bay giữa hư không. Khi bay ngang qua kinh thành Ba La Nại, trẻ con thấy lạ reo lên rằng hai ngỗng trời mang con rùa trên cái cây. Rùa mắng rằng, việc gì càng hệ đến các ngươi, đồ vô loại. Khi mở miệng ra, rùa rơi từ không trung xuống sân đền vua, bị vỡ mai mà chết. Vua Brahmadatta hỏi Bồ Tát, vì sao con rùa bị rơi từ không trung xuống? Nhân dịp Bồ Tát thưa rằng, thưa đại vương, vì rùa đang ngậm khúc que mở miệng không hợp thời. Thường những ai nói không hợp thời thường mang nhiều tai hại. Và vua Brahmadatta trở thành người ít nói. Nhận diện tiền thân con rùa nay là tỳ khu Kokalika. Hai ngỗng trời nay là hai vị thượng thủ. Vua Brahmadatta nay là Đức Ananda. Một lần khác, các tỳ khu bàn luận nơi giảng pháp đường trong đại tự kỳ viên về việc tỳ khu Kokalika mời hai vị thượng thủ quay trở lại tự viện. Nhưng hai vị thượng thủ từ trước. Do duyên sự này, Đức Thế Tôn thuyết lên bổn sự chắc gắt, chuyện con cọp. Khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Ba La Nại, Bồ Tát là vị thần cây trong khu rừng nhỏ. Cạnh khu rừng nhỏ là rừng rộng. Nơi khu rừng rộng này cũng có vị thần cây. Trong khu rừng rộng là nơi sinh sống của con sư tử và con cọp. Do sợ hai con vật này nên những người thợ rừng không dám vào khu rừng để đốn gỗ. Sư tử và cọp săn mồi. Chúng ăn những loại thịt ngon rồi bỏ lại những thịt thừa. Những xác chết thúi sình lên nên khu rừng rộng thường có mùi hôi thối. Thần cây khu rừng rộng khó chịu đến nói với thần cây khu rừng nhỏ rằng,
Này hiền giả khu rừng rậm hôi thối vì sư tử và cọp, tôi sẽ đuổi chúng ra khỏi khu rừng rậm. Bồ Tát khuyên rằng, này hiền giả, chính sư tử và cọp đã bảo vệ khu rừng rậm được an toàn, chớ có đuổi chúng đi. Không còn sư tử và cọp thì khu rừng này sẽ bị phá, trở thành đồng trống để trồng trọt. Nhưng vị thần cây khu rừng rậm không nghe, quá hình thù dữ tợn xua đuổi sư tử và cọp ra khỏi khu rừng rậm. Sư tử và cọp đi sang khu rừng khác sinh sống. Không còn thấy dấu chân sư tử và cọp, những thợ rừng đoán rằng sư tử và cọp không còn trú trong khu rừng rậm. Những người thợ rừng đã chặt những cây gỗ ở một gốc rừng. Thấy tai họa đến với khu rừng rậm, vị thần cây đi tìm mời sư tử và cọp trở lại trú xứ cũ, nhưng sư tử và cọp từ chối. Không bao lâu sau, khu rừng rậm bị đốn hết cây rừng, trở thành nơi trồng trọt, và vị thần cây khu rừng rậm mất chỗ trú ngụ. Nhận diện tiền thân vị thần cây khu rừng rậm, nay là tỳ khu Kokalika. Sư tử nay là Đức Xá Lợi Phất, cọp nay là Đức Mục Kiền Liên. Đức Phật và 45 năm quần pháp độ sinh. Tập 6, tỳ khư chánh minh biên soạn. Đức Xá Lợi Phất viên tịch. Đức Thế Tôn an cư mùa mưa cuối cùng ở làng Viluva, còn gọi là Viluvagama, gần thành Vesali. Sau khi mãn mùa an cư, Đức Thế Tôn trở về kinh thành Xá Vệ, trú ngụ nơi đại tự Kỳ Vi. Đức Xá Lợi Phất, sau khi an trú trong thiền tịnh A-la-hán quả, xuất khỏi thiền tịnh ngày quán xét. Chư Phật quá khứ viên tịch trước hai vị thượng thủ thiên văn, hay hai vị thượng thủ thiên văn viên tịch trước? Ngài thấy rằng các vị thượng thủ thiên văn luôn viên tịch trước Đức Chánh Giác. Đây là một thông lệ. Rồi Đức Xá Lợi Phất quán xét tuổi thọ của mình, thấy rằng chỉ còn 7 ngày nữa là chấm dứt. Đức Xá Lợi Phất suy gẫm: Tôn giả Rahula. Rahula viên tịch ở cõi Đạo Lợi. Tôn giả Anya Kodanya viên tịch ở hồ Chaddanta. Sau 44 năm thuyết giảng chân lý độ đời, giờ đây tuổi thọ của ta sắp mãn, vậy ta sẽ viên tịch ở nơi nào? Ngài chợt nhớ đến nữ Bà La Môn Rupasari. Mẹ ta có 7 người con, 4 trai và 3 gái, đều là những bậc thánh A-la-hán, nhưng bà không có niềm tin nơi Tam Bảo. Mẹ ta có khả năng chứng đạt thánh đạo nào không nhỉ? Với trí tuệ của mình, Đức Xá Lợi Phất thấy rằng nữ Bà La Môn Rupasari tích trữ nhiều phước báo, có khả năng chứng đạt thánh quả dự lưu. Ngài quán xét tiếp: Nữ Bà La Môn Rupasari có duyên phước với vị nào? Vị nào sẽ tế độ bà an trú vào thánh quả dự lưu? Ý nghĩ sau đã phát sinh đến Đức Xá Lợi Phất: Chính ta sẽ tế độ nữ Bà La Môn Rupasari. Bà sẽ chứng đạt 4 sự thật qua bài pháp của chính ta. Nếu ta không tế độ bà, mọi người sẽ nói: Tôn giả Xá Lợi Phất chỉ phụ thuộc vào người khác. Thật vậy, với bài kinh Samachitta có đến 1 triệu vị thiên nhân cùng phạm thiên chứng thánh quả A-la-hán. Số thiên nhân chứng thánh quả thấp hơn nhiều vô số kể. Những ai được giải thoát nhờ chứng đạt 4 sự thật ở nơi này nơi nọ thì rất nhiều. Có 80.000 gia đình chư thiện đặt niềm tin vào Tôn giả Xá Lợi Phất, nhưng chính Tôn giả Xá Lợi Phất bất lực khi loại bỏ tà kiến trong tâm của nữ Bà La Môn Rupasari. Vậy ta hãy loại trừ tà kiến trong tâm nữ Bà La Môn Rupasari rồi hãy viên tịch. Khi đã quyết định như thế, Đức Xá Lợi Phất nói với Ngài Mahachundara rằng: Này Chundara, hãy thông báo đến 500 tỳ khưu rằng Tôn giả Xá Lợi Phất muốn đến làng Nalaka trong ngày hôm nay. Trưởng lão Mahachundara làm theo lời dạy. 500 vị tỳ khưu tay cầm y bát cùng tòa cụ đi đến Ngài Xá Lợi Phất.
Đức Xá Lợi Phất sau khi quét dọn lưu thất xong, ngài trải tọa cụ ngồi nhìn vào lưu thất của mình. 500 vị tỳ khưu đến ngồi phía sau. Đức Xá Lợi Phất nói: "Đây là lần cuối ta nhìn lưu thất này, ta không còn quay trở lại đây nữa." Rồi Đức Xá Lợi Phất cùng 500 tỳ khưu tùy tùng đi đến Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn ngồi xuống một bên, Đức Xá Lợi Phất bạch với Đức Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, xin ngài cho phép con rời khỏi nơi này." Bạch Thế Tôn đã hết thời, xin ngài cho phép con được viên tịch. Tuổi thọ con sắp mãn. Ở đây, Anuchana Tú trong câu Anuchana Tú Mê Phành Tê Phagawa trong kinh điển được dịch là hãy cho phép con. Đó là ý nghĩa yêu cầu theo nghĩa bóng là Bạch Thế Tôn, con biết được sự viên tịch của con, xin ngài cũng nhận biết như vậy. Này Xá Lợi Phất, ngươi viên tịch ở nơi nào? Bạch Thế Tôn, nơi con sinh ra tại làng Na Lá Cá trong xứ Magatha. Này Xá Lợi Phất, này người muốn viên tịch thì Như Lai còn biết nói gì hơn nữa? Không còn cơ hội cho những tỳ khưu gặp lại ngươi lần nữa. Ngay cả Đấng Như Lai cũng không còn được gặp ngươi lần thứ hai. Vậy, này Xá Lợi Phất, hãy thuyết pháp đến chúng tỳ khưu lần sau cùng đi. Vâng, bạch Đức Thế Tôn. Nên lưu ý những vị thánh đệ tử A-la-hán đến xin phép Đức Thế Tôn viên tịch. Nếu Đức Thế Tôn dạy được rồi, các ngoại đạo hay những người tà kiến sẽ xuyên tạc rằng Sa Môn Gotama quan hỷ với sự chết. Nếu Đức Thế Tôn nói, này con trai đừng làm như vậy, những ngoại đạo hay người có tà kiến sẽ xuyên tạc rằng Sa Môn Gotama còn tán thán sự khổ. Do vậy, Đức Thế Tôn mới hỏi ngài Xá Lợi Phất, này Xá Lợi Phất, người viên tịch ở nơi nào? Và hay người muốn viên tịch thì Như Lai còn biết nói gì hơn nữa? Đức Xá Lợi Phất quán xét, biết được ý Đức Thế Tôn rằng Đấng Đạo Sư muốn ta thi triển thần thông trước khi thuyết lên pháp thoại. Đức Xá Lợi Phất đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi bay lên không trung cao bằng cây thốt nốt, rồi hạ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn. Bay lên hư không lần thứ hai, cao bằng hai cây thốt nốt, rồi hạ xuống đất đảnh lễ Đức Thế Tôn. Theo cách này, lần thứ bảy Đức Xá Lợi Phất bay vào hư không cao bằng bảy cây thốt nốt, rồi hạ xuống đất đảnh lễ Đức Thế Tôn. Tiếp theo, ngài Xá Lợi Phất đứng giữa hư không thuyết lên pháp thoại. Ngài hiển lộ thần thông khiến âm thanh pháp thoại lan rộng khắp kinh thành Xá Vệ. Rồi đột nhiên, ngài biến mất, nhưng âm thanh pháp thoại vẫn tuôn chảy, hoặc nửa trên hiện ra, nửa dưới biến mất. Bên trái hiện ra, bên phải biến mất. Bên phải hiện ra, bên trái biến mất. Hay núi tuyết xuất hiện, núi tu duy xuất hiện, mặt trăng xuất hiện, mặt trời xuất hiện, sư tử vương xuất hiện, vua chuyển luân xuất hiện, tứ đại vương xuất hiện, vua trời sát cá xuất hiện. Đức Xá Lợi Phất thị hiện thần thông với hàng trăm hàng ngàn cách, trong khi âm thanh pháp thoại vẫn tuôn chảy như suối nguồn trong vắt. Toàn bộ cư dân thành Xá Vệ tụ hội nghe thời pháp thoại này. Khi dứt pháp thoại, Đức Xá Lợi Phất đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, tay nắm chặt lấy cổ chân với đôi bàn chân như hình con rùa của Đức Thế Tôn, bạch rằng: "Bạch Thế Tôn, với công hạnh tích lũy qua một A Tăng Kỳ cùng 100.000 kiếp trái đất, con chỉ ước mong đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn. Ước nguyện ấy đã được thành tựu. Đây là lần cuối cùng con đảnh lễ dưới chân của Đức Thế Tôn. Con không còn được gặp ngài trong bất kỳ kiếp sống hay bất kỳ cảnh giới nào nữa. Con sẽ đến cảnh giới an toàn mà hàng trăm chư Phật cùng chư Thánh A-la-hán quá khứ đã đến. Bạch Thế Tôn, nếu có bất kỳ sơ sót nào từ thân hay lời nói của con đã gây ra khiến Thế Tôn không hài lòng, con xin Thế Tôn tha thứ những lỗi lầm ấy cho con. Bạch Thế Tôn, giờ đây đã đến lúc con phải ra đi." Này Xá Lợi Phất, Như Lai đã tha thứ cho con từ lâu rồi.
cô không có điều gì sơ sót về thân hay lời nói. Này Xá Lợi Phất, con hãy làm những gì mà con thấy là hợp thời. Đức Thế Tôn cho phép Đức Xá Lợi Phất. Với những lời này, Đức Xá Lợi Phất siết mạnh đôi tay có màu hồng và đôi cổ chân của Đức Thế Tôn lần cuối, rồi Ngài đứng dậy. Ngay khi ấy, địa cầu rung chuyển mạnh như muốn nói rằng: ta đủ sức mang nặng ngọn núi tuyết, đủ sức chịu đựng 7 dải núi bao quanh núi tuyết, nhưng hôm nay ta không đủ sức chịu đựng trước giây phút này. Nơi không trung một tiếng sấm vang rền dữ dội, rồi một đám mây đen xuất hiện giữa bầu trời trong xanh và trận mưa Bokkaravassa, mưa như thác đổ trút xuống. Đức Thế Tôn suy nghĩ: Như Lai hãy đứng để tiễn Xá Lợi Phất ra đi lần cuối cùng. Như Lai không còn gặp lại vị tướng quân chánh pháp này nữa rồi. Từ chỗ ngồi, Đức Thế Tôn đứng dậy. Đức Xá Lợi Phất đi nhiễu quanh Đức Thế Tôn 3 vòng, mặt hướng về Đức Thế Tôn, từ từ lùi bước cho đến khi mắt không còn nhìn thấy hình bóng của Đức Thế Tôn. Ngài mới xoay người hướng ra cổng Đại Tự Kỳ Viên. Sự tuyệt hảo của Đức Xá Lợi Phất khiến trái đất rung chuyển lần thứ hai. Đức Thế Tôn dạy các vị tỳ khưu: Này các tỳ khưu, hãy tiễn vị tướng quân chánh pháp lần sau cùng đi. Lành thay bạch Đức Thế Tôn. Toàn bộ tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ cùng nhau đưa tiễn Đức Xá Lợi Phất lần cuối. Cả khu rừng Chetavana giờ phút ấy chỉ còn đơn độc Đức Thế Tôn. Tự vị bỗng trở nên hoang vắng, không đơn lạnh mà dường như đơn lạnh, phảng phất đâu đây bóng dáng gã quạnh hiu. Gió ngưng thổi, mây ngừng trôi, chim rừng ngưng giọng khóc, hoa lá lặng yên không mặn lay động. Đức Thế Tôn vẫn đứng đó bất động, mắt dõi theo bóng hình người đệ tử thân yêu từ từ cách xa 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 mãi. Cư dân thành Xá Vệ nhận được tin trưởng lão Xá Lợi Phất từ biệt kinh thành Xá Vệ, không còn quay lại nữa. Mong mỏi được nhìn vị đệ nhất trưởng lão lần cuối, cư dân thành Xá Vệ kéo nhau ra trước cổng thành Xá Vệ dày đặc, không còn chỗ trống để chen chân, trên tay mang đầy qua thôn, vật thôn, vân vân. Đức Xá Lợi Phất cùng 500 vị tỳ khu tùy tùng ra đi, theo sau là đoạn tứ chúng tiễn đưa với những tiếng khóc âm thầm cùng những dòng lệ hoang mi. Vừa đến cổng thành Xá Vệ, những tiếng khóc vang lên: đâu rồi Ngài Xá Lợi Phất kính mến? Vì sao Ngài ra đi? Vì sao Ngài bỏ Đức Thế Tôn? Vì sao Ngài bỏ hội chúng? Họ than vang kêu khóc như vậy, từng bước theo chân Đức Xá Lợi Phất. Đức Xá Lợi Phất với trí tuệ siêu việt, Ngài sách tấn cư dân thành Xá Vệ ngắn gọn: này các gia chủ, con đường dẫn đến cái chết của chúng sinh là tất yếu, không một ai có thể tránh khỏi, không một ai có thể vượt qua. Rồi Ngài quay sang các vị tỳ khu đưa tiễn, nói rằng: này các hiền giả, như thế này là vừa đủ rồi. Các hiền giả đừng bỏ Đức Thế Tôn một mình, các hiền giả hãy trở về với Đức Thế Tôn. Các tỳ khưu nghe vậy, đảnh lễ Đức Xá Lợi Phất rồi quay về Đại Tự Kỳ Viên. Thấy một số cư dân thành Xá Vệ cũng đảnh lễ Đức Xá Lợi Phất rồi trở về thành phố, số khác vẫn tiếp tục tiễn đưa Đức Xá Lợi Phất. Đức Xá Lợi Phất cùng 500 vị tỳ khưu tùy tùng hướng đến làng Nalaka. Theo sau Ngài là những tiếng than vãn: trước đây vị trưởng lão ra đi rồi trở lại, nay vị thánh siêu việt này ra đi không còn trở lại. Đức Xá Lợi Phất lại thuyết giảng rằng: này các gia chủ là bậc có giới hạnh, hãy có niệm, hãy quan xét các pháp hành như vậy. Dù thân hay tâm, nếu có sinh thì phải có diệt. Và Đức Xá Lợi Phất làm cho các gia chủ giảm sầu não, Ngài dạy họ hãy quay trở về. Đức Xá Lợi Phất cùng đoàn tùy tùng chỉ trú lại ban đêm, ban ngày Ngài cùng 500 tỳ khưu du hành. Vào đêm thứ sáu, chư tăng đến làng Nalaka.
trú đêm ở cội cây cổ thụ trước cổng làng. Cậu bé Ubariwata là cháu họ, gọi Đức Xá Lợi Phất là ông chú. Vào sáng hôm ấy có việc phải ra cổng làng. Nhìn thấy Đức Xá Lợi Phất đang ngồi nơi gốc cây cổ thụ, cậu bé Ubariwata đi đến đảnh lễ ông chú. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: "Này Ubariwata, bà cháu lò Rupasari có ở nhà không?" "Thưa ngài, có." "Này cháu hãy về báo cho bà cháu biết, ta đã về đến làng Nalaka. Ta muốn trở về nhà ngày hôm nay và nghỉ đêm tại căn phòng mà ta đã sinh ra. Cháu hãy bảo bà cho dọn dẹp sạch sẽ căn phòng ấy, đồng thời dọn thêm 500 chỗ nghỉ." Cậu bé Ubariwata trở về làng. Đi đến nhà, bà Rupasari nói rằng: "Thưa bà, ông chú Upasisa vừa về đến làng." "Này cháu, ông chú của cháu đang ở đâu?" "Thưa bà, đang ở cổng làng." "Ông chú cháu đi một mình hay có ai tháp tùng không?" "Thưa bà, có 500 vị sa môn cùng đi." Rồi Ubariwata lặp lại những gì ngài Xá Lợi Phất dặn bảo. Bà Rupasari suy nghĩ: "Ồ, sao lại bảo ta chuẩn bị nhiều phòng cho các vị thiền cư như thế?" Rồi bà suy nghĩ: "Con ta xuất gia khi còn trẻ, có lẽ muốn quay lại đời sống thế tục để an dưỡng lúc tuổi già." Do suy nghĩ như vậy, bà Rupasari cho sửa sang lại căn phòng nơi Đức Xá Lợi Phất chào đời, chuẩn bị chỗ ngủ cho 500 vị tỳ khu. Bà cho người mang vật thực đến cúng dường Đức Xá Lợi Phất cùng 500 tỳ khu. Khi về đến nhà, Đức Xá Lợi Phất cùng các tỳ khu được bà Rupasari tiếp đón đưa lên lầu 7. Bà hỏi rằng: "Này Upatissa con, có phải con định hoàn tục trở về đây sống chăng?" "Này bà gia chủ, không phải vậy đâu. Tôi chỉ muốn trú lại một đêm nơi căn phòng tôi đã chào đời." Nghe vậy bà Rupasari không hài lòng, bỏ đi. Đức Xá Lợi Phất bảo các vị tỳ khưu rằng: "Này các hiền giả, hãy đến nơi ngủ đã được chuẩn bị sẵn." Rồi ngài đi đến căn phòng nơi mình chào đời. Chứng bệnh kiết lỵ phát sinh đến ngài, rồi máu tuôn ra. Có lẽ chứng bệnh xuất huyết bao tử. Bây giờ trời đã vào đêm, không tìm được lương y. Cách chữa trị duy nhất cho Đức Xá Lợi Phất lúc ấy là thay bình đựng máu này bằng bình cát. Bà Rupasari đứng từ cửa nhìn vào, thấy Đức Xá Lợi Phất đang bệnh nằm nơi giường. Bà suy nghĩ: "Ta không thích con trai ta bệnh như vậy." Vào canh đầu, Tứ Đại Vương suy nghĩ: "Đêm nay tướng quân chánh pháp sẽ viên tịch, hiện ngài đang nằm nơi căn phòng mình đã chào đời. Ta hãy đến đảnh lễ ngài lần cuối cùng." Khi đến, hào quang của Tứ Đại Vương chiếu sáng quanh vùng. Bốn vị đại vương đến đảnh lễ Đức Xá Lợi Phất. Ngài hỏi các vị thiên tử nào đến đây. "Thưa tôn giả, chúng tôi là Tứ Đại Vương, chúng tôi đến chăm sóc bệnh cho ngài." Lành thay thôi đủ rồi, này các thiên vương, tôi có vị tỳ khưu chăm sóc rồi, các vị hãy về đi." Tứ Đại Vương từ giả Đức Xá Lợi Phất ra về. Đến nửa đêm, vua Trời Sắt Cá đưa thiên nhãn quán xét, thấy Đức Xá Lợi Phất lâm trọng bệnh, suy nghĩ rằng tôn giả Xá Lợi Phất sẽ viên tịch vào rạng sáng hôm nay, ta hãy đến đảnh lễ ngài. Thiên chủ Đế Thích đi đến đảnh lễ Đức Xá Lợi Phất. Hào quang của Thiên chủ Đế Thích càng rực sáng hơn cả hào quang của Tứ Đại Vương. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: "Vị thiên vương nào vậy?" "Thưa tôn giả, tôi là thiên vương Sát Cá, tôi đến để chăm sóc cho ngài." Lành thay thôi đủ rồi, này thiên chủ Sát Cá, tôi có vị tỳ khưu chăm sóc rồi, thiên chủ hãy về đi." Vào canh ba của đêm, Đại Phạm Thiên Sa Hầm Bá Thí suy nghĩ: "Rạng sáng đêm nay tôn giả Xá Lợi Phất viên tịch, ta hãy đến đảnh lễ ngài." Đại Phạm Thiên Sa Hầm Bá Thí đến đảnh lễ Đức Xá Lợi Phất, hào quang của Đại Phạm Thiên tinh anh và sáng rực hơn cả hào quang của vua trời Đế Thích. Đức Xá Lợi Phất hỏi: "Vị thiên vương nào đến viếng vậy?"
Thưa tôn giả, tôi là Đại Phạm Thiên Xá Hâm Bá Tí. Lành thai này Đại Phạm Thiên có đại quy lực, có đại thần lực, bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, Đại Phạm Thiên hãy trở về đi. Khi Đại Phạm Thiên Xá Hâm Bá Tí đi rồi, bà Rupasari muốn biết ai đã đến viếng con ta vậy, nên đi vào phòng của Đức Xá Lợi Phất, đứng bên ngoài cửa hỏi Ngài Chunda. Ngài Chunda đang chăm sóc cho Đức Xá Lợi Phất. Này, Chunda, chuyện gì thế? Thưa bà gia chủ, tôn giả Xá Lợi Phất đang bị bệnh. Nghe vậy, Đức Xá Lợi Phất hỏi. Này hiền giả Chunda, hiền giả đang nói chuyện với ai vậy? Thưa hiền giả Xá Lợi Phất, tôi đang nói chuyện với bà gia chủ Rupasari. Này, bà gia chủ, vì sao bà đến đây không hợp thời như vậy? Này con thân, ta muốn biết thiên nhân nào đã đến đây. Này bà gia chủ, đầu hôm là Tứ Đại Vương đến nơi này. Bà Rupasari suy nghĩ, Tứ Đại Vương phải đến viếng con ta. Chẳng lẽ con ta còn lớn hơn Tứ Đại Vương sao? Này con thân, con còn lớn hơn cả Tứ Đại Vương sao? Thưa bà gia chủ, Tứ Đại Vương như những người canh gác tự viện của chúng tôi. Khi Đức Đầu sư nhập thai bào, Tứ Đại Vương phải cầm gươm canh gác bốn phương để bảo vệ thai bào. Này con thân, rồi nửa đêm vị thiên nhân nào đến sau Tứ Đại Vương vậy? Thưa bà gia chủ, chính là Thiên Vương Sắc Cá. Ồ, còn lớn hơn cả vua trời Sắc Cá sao? Thưa bà gia chủ, Thiên Vương Sắc Cá như vị Sa Di mang bát cho Đức Thế Tôn. Khi bậc đạo sư từ cung trời 33 ngự về nhân giới, vua trời Sắc Cá ôm bát theo hầu bậc đạo sư. Này con thân, còn ai đến cuối cùng vậy? Này bà gia chủ, đó là Đại Phạm Thiên Xá Hâm Bá Tí, là vị chúa trời của bà đấy. Này con thân, như vậy con còn lớn hơn vị Đại Phạm Thiên, vị chúa trời của chúng tôi sao? Thưa bà gia chủ, đúng vậy. Vào ngày bậc đạo sư sinh ra không phải là một mà là bốn vị Đại Phạm Thiên mang tấm lý vàng hướng ngài. Nghe vậy, bà Rupasari suy tưởng, giờ đây ta đã chứng kiến sự hùng tráng tuyệt vời của con trai ta. Con trai ta chỉ là đệ tử mà còn cao thượng như thế, thì còn nói gì đến Đức Thế Tôn, bậc đạo sư của con trai ta? Ôi, ân Đức Phật thật là tuyệt vời, giờ đây ta mới được biết. Khi bà suy tưởng đến ân đức của Đức Thế Tôn, năm loại hỷ lạc phát sinh trong tâm của bà. Với tâm mình, Đức Xá Lợi Phất biết tâm bà Rupasari phát sinh năm loại hỷ lạc tràn ngập tâm. Ngài suy nghĩ, đây là thời điểm thích hợp để ta thuyết lên pháp thoại. Ngài hỏi rằng, thưa bà gia chủ, bà đang nghĩ gì? Này con thân, ta đang suy nghĩ đến ân đức cao thượng của Đức Thế Tôn, bậc đạo sư của con. Thưa bà gia chủ, ân đức của Đức Thế Tôn không thể nào đo lường được, không thể nào suy gẫm cho hết được. Từ khi Ngài sinh ra, Ngài lìa bỏ ngôi vua đi xuất gia, rồi Ngài chứng vô thượng chánh giác. Khi Ngài khai mở bài kinh Chuyển Pháp Luân, có đến 180 triệu vị chư thiên, phạm thiên chứng đắc thánh quả. Cả 10.000 thế giới rung chuyển. Trong thế gian này không một ai là chư thiên, phạm thiên, người Sa Môn hay Bà La Môn nào có thể sánh được với Đức Đạo Sư về giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Ngài có những hồng danh quý báu tuyệt hảo là Arahant Samma Sambuddha, Vijja Charana Sampanna Phagawa. Sau khi mô tả những ân đức tuyệt hảo qua chính hồng danh của Bậc Đạo Sư, tiếp theo Đức Xá Lợi Phất nói lên bốn sự thật. Khi pháp thoại chấm dứt, pháp nhãn phát sinh đến bà Rupasari, bà chứng đắc thánh quả dự lưu. Bà Rupasari hân hoan nói rằng, này con thân, vì sao từ lâu con không cho ta nếm hương vị giải thoát này? Vì sao con không cho ta niềm an lạc vững chắc như thế này? Đức Xá Lợi Phất suy nghĩ, giờ đây mẹ ta đã đạt được thánh quả dự lưu,
ta đã đền ơn bà đã sinh ra ta được rồi. Thưa bà gia chủ, bà hãy lui ra, tôi còn nhiều việc phải làm. Chị bà Rupasari lui về phòng mình. Đức Xá Lợi Phất hỏi ngài Chundra rằng: Này Chundra, bây giờ vào thời điểm nào? Thưa tôn giả, gần sáng rồi. Hãy triệu tập các tỳ khưu đến đây. Khi 500 vị tỳ khưu tề tựu đầy đủ, Đức Xá Lợi Phất bảo ngài Chundra đỡ ngài ngồi dậy, nói rằng: Thưa chư hiền, bất cứ điều nào do thân hay ngữ của tôi vô ý xúc phạm đến chư hiền, khi chư hiền cùng với tôi du hành suốt 44 năm qua, những lỗi lầm ấy xin chư hiền hãy tha thứ cho tôi. Hội chúng tăng đáp rằng: Bạch tôn giả, suốt 44 năm chúng tôi cùng sống với tôn giả, chúng tôi không có hành động hay lời nói của tôn giả làm chúng tôi không vừa ý cả. Trong thực tế, chính tôn giả là người hãy tha thứ cho chúng tôi những hành động cùng lời nói của chúng tôi do vô ý làm tôn giả không hài lòng. Sau khi xin chư tăng tha thứ những lỗi lầm do vô ý của mình rồi, Đức Xá Lợi Phất giáo dưới các tỳ khưu lần sau cùng. Xem kệ trưởng lão tăng của Đức Xá Lợi Phất. Rồi ngài nằm xuống với cách nằm của đấng đạo sư, dùng tấm y đắp lên gương mặt của mình, tuần tự an trú tâm trong thiền tịnh theo 8 tầng thiền xuôi ngược nhiều lần. Lần cuối cùng khi an trú tâm tuần tự từ sơ thiền đến tứ thiền, khi xuất ra khỏi tứ thiền thì ngài viên tịch và địa cầu rung chuyển. Đức Xá Lợi Phất viên tịch vào ngày trăng tròn tháng Cách Thi Cá, tháng 9, 10 dương lịch. Vào buổi sáng, bà Rupasari mang nước cùng cây trà răng đến cho con trai, thấy chư tỳ khưu đứng yên như bất động. Đức Xá Lợi Phất im lặng không nói lời nào. Linh cảm xuất hiện trong tâm người mẹ tuổi hơn trăm: có điều bất ổn đến con trai ta rồi. Bà đưa tay sờ vào chân của Đức Xá Lợi Phất và phát hiện ngài đã viên tịch. Không dằn được xúc cảm, bà quỳ xuống dưới chân di thể Đức Xá Lợi Phất, khóc than: trước đây tôi không biết ơn đức cao thượng của ngài, đến khi biết được thì ngài không còn. Giờ đây tôi không còn cơ hội cúng dường vật thực đến hàng trăm tỳ khưu do ngài dẫn đầu đi đến làng Na Lá Cá này, không còn được cúng dường y phục đến hàng trăm tỳ khưu có ngài dẫn đầu, không còn được cúng dường chỗ ngủ đến hàng trăm tỳ khưu có ngài dẫn đầu. Bà than khóc như thế cho đến khi bình minh tỏ rạng. Bà cho gọi những người thợ kim hoàn đến, xuất những kho vàng cùng châu báu, rằng hãy kiến tạo một giảng đường và 500 phòng bằng vàng. Vua trời Sát Cá bảo thiên thần kiến trúc là Visukamma: này bạn, tướng quân chánh pháp đã viên tịch, hãy tạo một giảng đường lớn ở giữa trung tâm làng Na Lá Cá với chốt nhọn bằng vàng cùng với 500 phòng bằng vàng ở chung quanh. Lễ quả táng được tổ chức nơi giảng đường ấy, chư thiên quá thân thành nhân loại trà lộn lẫn với cư dân làng Na Lá Cá đảnh lễ di thể của Đức Xá Lợi Phất. Nữ cận sự Khuê Vá Ti. Trong làng Na Lá Cá có một nữ cận sự thuận thành của Đức Xá Lợi Phất, đó là nàng Rê Vá Ti. Khi hay tin Đức Xá Lợi Phất viên tịch, lễ quả táng di thể của ngài sắp diễn ra nơi giảng đường có chốt nhọn bằng vàng, nàng Rê Vá Ti mang 3 chiếc bình bằng vàng đi đến quả đài cúng dường đến di thể Đức Xá Lợi Phất. Vào lúc đó thiên chủ Sát Cá cũng đến quả đài cúng dường. Thiên chủ Sát Cá mang theo 25 triệu thiên nữ đến hỏa đài ca múa khi thiên chủ đến viếng. Hào quang các thiên nhân rực rỡ khiến mắt nhân loại chói lòa. Dân làng Na Lá Cá biết vua trời Sát Cá đến nên kinh hoàng bỏ chạy về nhà. Cận sự nữ Rê Vá Ti cũng chạy về nhà, nhưng nàng yếu sức bị chúng dân xô ngã dẫm chết. Mệnh chung, cận sự Rê Vá Ti
tái sinh về cõi 33 là một thiên chủ tòa thiên cung xinh đẹp, có thân cao 12 km và có 1.000 thiên nữ tùy tùng. Thiên nữ Revati quán xét biết được hạnh lành của mình là cúng dường 3 bình bằng vàng đến di thể Đức Xá Lợi Phất. Từ thiên cung, nàng cùng thiên chúng tùy tùng mang hương hoa trời xuống quả đài cúng dường đảnh lễ di hài của Đức Xá Lợi Phất. Sau khi thực hành giàn hỏa táng trong 7 ngày, giàn hỏa táng cao 99 cubit, 1 cubit là 47,5 cm, với gỗ trầm hương là nhiên liệu, quanh di thể là các loại hoa thơm, cỏ thơm và hương liệu. Khi ngọn lửa hỏa táng đã liệm tắt, Đức Anuruddha dập tắt hơi nóng bằng những chậu nước thơm. Đức Mahachunda thu xá lợi của Đức Xá Lợi Phất vào tấm vải lọc nước của Đức Xá Lợi Phất thường dùng. Ngài suy nghĩ rằng, ta không nên trú lại làng Nalaka, ta phải trở về Đại Tự Kỳ Viên báo tin tướng quân chánh pháp đã viên tịch lên Đức Thế Tôn và tăng chúng. Đức Mahachunda thu nhặt y bát của Đức Xá Lợi Phất rồi lên đường trở về thành Xá Vệ. Chỉ trong một đêm, Ngài đã về đến thành Xá Vệ. Đi vào Đại Tự Kỳ Viên, Ngài đến hồ sen trước cổng đại tự, tắm rửa sạch sẽ, lên bờ hồ đắp y chỉnh tề. Đức Mahachunda suy nghĩ, Đức Thế Tôn là bậc long tượng cao quý, như sư tử vương tối thượng, như cây lộng quý chín tầng. Ta không dám đi thẳng đến Đức Thế Tôn để báo tin đến Ngài, vậy ta nên đến ai trước? Rồi Ngài Mahachunda nghĩ đến Đức Ananda. Suy nghĩ, tế độ sư của ta là trưởng lão Ananda, Ngài là bậc giữ kho pháp bảo, là thị giả của Đức Thế Tôn, là bậc đồng phạm hạnh hiện thiện, là người bạn lành tốt đẹp của tướng quân chánh pháp. Ta nên đến gặp trưởng lão Ananda trước tiên để báo tin. Sở dĩ Đức Mahachunda không dám đến gặp Đức Thế Tôn trước, vì Ngài rất kính trọng Đức Phật cũng như đối với tế độ sư của mình. Sau khi đi đến Đức Ananda, Ngài Chunda đảnh lễ xong rồi ngồi xuống một bên. Ngài Mahachunda thưa với Đức Ananda rằng, thưa tôn giả, đây là vải lọc nước đựng xá lợi của tôn giả Xá Lợi Phất, đây là y bát của vị ấy. Nghe vậy, Đức Ananda lặng ngừng. Sau khi trấn tĩnh đã nói với Ngài Mahachunda, này hiền giả Chunda, chúng ta có một số điều cần gặp Đức Thế Tôn. Này hiền giả Chunda, hãy cùng đi đến Đức Thế Tôn trình bạch lên Ngài về những điều này. Vâng, thưa tôn giả Ananda. Rồi Đức Ananda cùng với Ngài Chunda đi đến Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ, Đức Thế Tôn ngồi vào nơi hộp lẹ. Đức Ananda bạch với Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Chunda vừa thông báo cho con biết tôn giả Xá Lợi Phất đã viên tịch. Đây là y bát cùng vải lọc nước có chứa xá lợi của tôn giả Xá Lợi Phất. Nhận vải lọc nước đựng xá lợi, Đức Thế Tôn đặt trên lòng bàn tay nói rằng, này các tỳ khưu, 15 ngày trước Xá Lợi Phất đã hiển thị những pháp thần thông, rồi xin Như Lai được viên tịch. Đây là những ngôi xá lợi tinh anh có màu trắng trong sạch như vỏ ốc sa cừ được đánh bóng. Này các tỳ khưu, Xá Lợi Phất đã tu tập các pháp ba la mật suốt một a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Xá Lợi Phất là người chuyển vận bánh xe pháp được Như Lai vận chuyển, là người kế tiếp đứng Như Lai. Này các tỳ khưu, Xá Lợi Phất là vị thiên văn tối thắng nhất trong hàng thứ chúng. Địa vị đệ nhất thinh văn tối thắng được Xá Lợi Phất làm cho hiển lộ từ khi vị ấy chứng thánh quả A-la-hán. Này các tỳ khưu, Xá Lợi Phất là bậc đại trí, có trí rộng lớn như địa đại, có trí nhanh nhạy, có trí sắc bén, có trí trừ tuyệt những phiền não ô nhiễm, là bậc không còn ham muốn, biết đủ, thoát khỏi mọi chướng ngại, là người kiên nghị, sách tấn người khác bằng cách chỉ ra những lỗi lầm của họ, không quan tâm đến địa vị trong xã hội của họ,
là người bình đẳng, không phân biệt giai cấp. Này các tỳ khưu, Xá Lợi Phất có 500 kiếp sống đời ẩn sĩ sau khi từ bỏ đại gia sản. Xá Lợi Phất có tính kiên trì như địa đại. Xá Lợi Phất không tự tôn tự đại, ví như con bò đã gãy sừng. Xá Lợi Phất có tâm nhu hòa như con người nô lệ. Này các tỳ khưu, hãy giữ gìn xá lợi của bậc có trí rộng lớn như địa đại, có trí nhanh nhạy, có trí sắc bén, là người bình đẳng không phân biệt giai cấp. Tiếp theo Đức Thế Tôn nói lên những kệ ngôn. Người xuất gia 500 kiếp sống đã từ bỏ dục lạc với ý vui thích, người diệt trừ ái luyến gìn giữ các quyền, Xá Lợi Phất đã viên tịch, hãy đảnh lễ vị ấy. Giữ tìm tỉnh với nghịch cảnh, không phẫn nộ và không để tâm phóng túng, tâm bi mẫn tế độ để dập tắt phiền não, Xá Lợi Phất đã viên tịch, hãy đảnh lễ vị ấy. Như con người nô lệ đi vào thị trấn, đi lang thang, ý khiêm nhường như tay nắm vận đen, cũng vậy, Xá Lợi Phất thực hành như thế, Xá Lợi Phất đã viên tịch, hãy đảnh lễ vị ấy. Như bò Uttapha gãy sừng, đi lang thang trong làng mạc hay rừng vô tội vạ, cũng vậy, Xá Lợi Phất thực hành như thế, Xá Lợi Phất đã viên tịch, hãy đảnh lễ vị ấy. Khởi đầu như thế, tiếp theo Đức Thế Tôn tán thán những đức lành của Ngài Xá Lợi Phất với 500 kệ ngôn. Ngài Đức Thế Tôn tán thán những hạnh lành của Ngài Xá Lợi Phất, tâm của Đức Ananda càng xúc cảm. Ôi, vào những giây phút cuối, ta chẳng lo liệu được gì đến tôn giả Xá Lợi Phất, ví như con gà đang kề cận miệng mèo, chẳng thể làm được gì hơn. Ngài Ananda bạch với Đức Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, khi nghe tôn giả Xá Lợi Phất viên tịch, con cảm tưởng thân thể con cứng lại, các hướng quay cuồng, con không còn nhận định ra phương hướng, pháp không còn hiển lộ nơi con, tâm trí con như tê liệt, không còn hân hoan với những bài pháp đã học, không tha thiết đến những bài pháp chưa học. Này Ananda Xá Lợi Phất viên tịch, có mang theo giới định tuệ giải thoát tri kiến của người theo không? Bạch Thế Tôn, tôn giả Xá Lợi Phất viên tịch, không mang theo giới định tuệ giải thoát tri kiến của con theo cùng. Bạch Đức Thế Tôn, trong thực tế, tôn giả Xá Lợi Phất đã sát tấn con, giúp con thông hiểu pháp, giúp con vững trú trong pháp. Vị ấy lo lắng giảng pháp đến con, ân đức ấy không thể nào con quên được, con luôn nhớ đến sự chỉ dẫn pháp và hỗ trợ của vị ấy đối với con. Biết ngài Ananda rất buồn trước sự viên tịch của Đức Xá Lợi Phất, Đức Thế Tôn nhổ mũi tên sầu muộn trong tâm của ngài Ananda: Này Ananda, Như Lai đã từng dạy về sự chia ly với người thân mến khi còn sống cũng có, chia ly khi chết cũng có, chia ly do các hữu khác biệt cũng có. Này Ananda, các pháp hữu vi luôn có bản chất sinh rồi diệt, làm sao muốn cái sinh mà không diệt được? Như cây đại thọ đang đứng vững, nhưng cành lớn của nó có thể bị hoại. Cũng vậy, khi hội chúng tỳ khưu còn đây, nhưng Xá Lợi Phất viên tịch, làm sao muốn cái sinh ra đừng hoại diệt được? Này Ananda, chúng sinh hãy tự nương tựa lấy chính mình, đừng tìm nơi nương tựa bên ngoài. Chúng sinh không nên đi tìm những pháp thế gian, nên tìm những pháp siêu thế gian. Này Ananda, hãy quan xét năm quẩn này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là khối nhơ bẩn để diệt trừ tham ưu. Bằng cách đó, này Ananda, là người tự nương mình, không nương vào người khác, là người đi tìm siêu thế pháp, không đi tìm pháp thế gian. Này Ananda, nếu các tỳ khưu trong hiện tại hay sau khi Như Lai viên tịch sống nương tựa chính mình, không nương tựa vào ai khác, sống tìm kiếp siêu thế pháp, không tìm kiếp pháp thế gian,
những vị ấy sẽ thành tựu thánh quả A-la-hán theo con đường thánh đạo tám chi phần. Với thời pháp thoại này, Đức Thế Tôn đã nhổ mũi tên sầu muộn trong tâm ngài A-nan-đa, khiến ngài A-nan-đa giảm đi sự buồn khổ. Rồi Đức Thế Tôn cho xây dựng bảo tháp tôn trí xá lợi của Đức Xá Lợi Phất trong kinh thành Xá Vệ Savatthi. Dứt cuộc đời của Đức Xá Lợi Phất, soạn xong vào ngày 9 tháng 3 2011, nhằm ngày 5 tháng 2 năm Tân Mão, Tỳ Khư Chánh Minh.